Lockfruit nha các bạn. Rồi thì lần này là mình sẽ tiếp tục mấy cái thí nghiệm vui vẻ trên tựa game Lockfruit này nha các bạn. Rồi thì ở như clip trước ấy, thì các bạn biết là mình đã test cho các bạn thấy giữa hai cái chiêu C của trái OB các bạn thấy nha. Đấy, hai chiêu C của trái OB khi mà C vào nhau ấy thì sẽ như thế nào rồi đúng không? Đấy, rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục gọi là thí nghiệm với trái OB này nha các bạn. Là bây giờ mình sẽ thử đầu tiên á, đó chính là trái Barry nha các bạn, là trái rào trắng ấy, thì mình thử xem mình có cắt được cái rào trắng của Barry hay không. Đó, phải không nè, cái trái rào trắng nè, Bo ăn trái rào trắng hay Bo. Đấy, thì mình sẽ coi có cắt thử cái rào trắng của trái Barry được hay không. Và cái thứ hai á là mình sẽ cắt thử cái trái trọng lực nha các bạn. Đấy, là các bạn biết là khi mà thiên thạch trọng lực á, lúc mà rơi xuống á, hình như là mình nhớ có một phân cảnh là như là đánh ở Doflamingo đúng không ta, ở Red Rosa các bạn, là Fujito ra triệu hồi cục thiên thạch á, như là lo cắt cục thiên thạch ra các bạn. Mình nhớ không rõ nha bạn, mình không có chắc nha, nhưng mà mình nhớ không nhầm là vậy, nên mình muốn test thử coi có giống logic trong phim hay không á bạn, là khi cục thiên thạch rơi xuống á, mình xài chiêu C của OB hay là chiêu V OB gì đó, là mình cắt thử xem coi cục thiên thạch đó mình có cắt được hay không á bạn. Đó. Nên mình muốn test thử cho các bạn xem coi như thế nào là vậy ấy. Đấy. Rồi nha. Đầu tiên là Bo bây giờ sẽ ăn trái rào trắng cho thử trước nha các bạn. Đấy. Rồi bây giờ rào trắng trước đi hả bạn. Đấy, để mình test thử xem coi có giống trong phim hay không nha bạn, có cắt được cục thiên thạch hay không nha. Cái đó là cái dương vật chính, còn dương vật phụ hiện tại là bây giờ mình sẽ cắt Barry thử thôi ha. Rồi tại bật rung lên trước. Rồi cái lá trắng lên vào, cái rào trắng lên trước. Rồi giờ mình coi cắt được nguyên cái rào trắng này không nha bạn. Ô được đó bạn, được, nhưng mà không có lấy nguyên cái rào trắng ra nha bạn, chỉ lấy được một cái cục màu xanh nè. Đấy các bạn nhìn nha, đây các bạn nhìn nha, đây mình cắt bây giờ đó ấy hay à. để ngang thôi vào được, để lên trên quá, để ngang thôi. Rồi đây, để cùng này mất đi nhá bạn, cùng này để dướng quá. Vậy là mình có thể lấy đá từ cái rào trắng nha bạn, lấy đá thôi nhá bạn, hơi ảo nha, là lấy đá đó hay không, lấy đá từ cái rào trắng ra hơi ảo, nhưng mà không lấy được nguyên cái lá trắng nha bạn. Đấy, bình thường sao, bình thường là mình lấy được nguyên cái cột nhà đó bạn, hay là nguyên cái cây luôn, mà sau này mình không lấy được nguyên cái lá trắng ha, hơi kỳ ha. Lấy được nguyên lá trắng thì giống logic hơn. Rồi giờ chiêu khác thử, bao chiêu khác đi. Chiêu ít đi, chiêu ít coi cắt bo được không. Chiêu ít nè, cắt không được nha bạn, cắt bo không được nha. Là chỉ cắt cục đá dưới đất thôi. Rồi bây giờ tới chiêu C đấy, không có gì đâu, chiêu V đi, V thử xem. V rồi, coi mình cắt được nguyên cục này không nha bạn. Không được luôn nha bạn. Vậy là admin không có logic về cái khoản này lắm ha các bạn. Đấy. Đấy. Phá mọi định luật các bạn ơi, hình như là cái này cũng cắt ra vậy đúng không? Ấy cùng giả hư đó, dễ thương á. Cùng giả xíu. Cắt cái đường đi này được nha bạn. Nhưng mà nhỏ xíu à. Quăng cùng giả xíu à. Ủa đẹp vậy. Cái quăng nổ đẹp vậy. Mày nhìn nè. Không, quăng trên này nè. Ủa. Ôi rất là đẹp nha bạn, có hiệu ứng khói lên nè. Rất là đẹp ha. Vậy là rồi, Bo thử cái chiêu ít thôi, giờ mình quăng quyển tài nhà cho người Bo luôn nữa bạn. Cái chiêu ít đó hình như là kháng tất cả đam mà. Rồi qua lố rồi, lố hết rồi. C chứ, C. Lôi chậm rồi, lại. Chiêu này là kháng tất cả đam rồi bạn ơi, cái này là bình thường rồi, không có gì đó. Rồi quăng vô rồi C liền nè. Nè. Khắc chế rồi C. What? Rồi C. Đấy, các bạn thấy không, khắc chế đam thì cái này là bình thường bạn ơi. Cái rào trắng khắc chế đam vậy thì đúng rồi. Rồi hình như là đâu cái chiêu dế thẳng này coi, quăng cục đá thẳng. Mình vê xuyên qua được không nhé bạn. Đẩy thẳng nè, đẩy cái chiêu rồi, đẩy chiêu dế thẳng rồi vê. Ồ vẫn xuyên luôn nha các bạn. Ôi ảo thật sự. Điêu hoa hoài rơm dựng. Ôi nhảy ra rơm luôn. Ôi nhảy ra rơm quánh luôn. Giờ mình thử nha, giờ thử nữa thôi. Bây giờ đang dùng chiêu vê xong rồi dùng chiêu C coi khắc chế được hay không. Đấy, thử chiêu C mà quăng cái lá trắng là thử xem coi có khắc chế được không luôn nhá bạn. Tại mình muốn test thử luôn mà, test tất cả luôn mà. Rồi giờ mình đang vê thì con Bo bật cái lá trắng là được không nha. Đang lúc C, đang lúc vê thì bật á, chứ đừng có bật sớm. Bật sớm không có tính đâu. Ô, ui mất chiêu mình luôn nữa bạn. Ui lâu rồi. Ui mất chiêu mình luôn bạn ơi. Quái thật sự. Đừng có xài C sớm, từ từ để lúc mà cái màn hình bị quẹt á thì xài C. Đây lại. Thì các bạn biết là khi mà các bạn bị bắt trúng ấy, thì có màn hình các bạn bị rèn mấy cái đường tia drama ấy. Đừng có xê trước vậy. Từ từ, bắt trúng nè. Rồi, kháng đau đó bạn. Ôi, xê, ủa mấy gì vậy? Đừng có xê trước, đang mày quyền hình vậy đó, mới xê. Hiểu không? Đừng xê trước.
ăn đêm không bấm chiêu được hả? Dù ăn đau không chiêu được, tưởng ăn đau không bấm haki quan sát chứ. Ghê, ăn đau không bấm chiêu được hả? Đâu thử thử lại nha. Thử. Ủa vậy là ăn đau không xài chiêu được hả ta? Đây để mình thử nha. Chừng nào khống chế chứ ta, chứ bình thường những chiêu được hả ta? Đây. À, ăn chiêu V là bất động hả? Bạn ơi. Vậy cái chiêu V này báo quá bạn ơi, trời 4.700 đam. Đúng là quái vật thiệt. Rồi bây giờ đi chay nè. Chay cho trọng lực cho bo xài nhé mày. Đấy, để bo xài cho trọng lực luôn. Đi. Rồi để xem coi bo triệu hồi thiên thạch mình có cắt được cái cục thiên thạch đấy không nha các bạn. Rồi sẵn random luôn. Ồ, hết tiền rồi. Lâu quá không đi cày tiền, các bạn có hết tiền rồi, sắp hết tiền rồi. Băng nè. Như băng có không ta? Trời ơi xui. Ôi ơi xui, lấy cho băng đi kìa. Bó gà quá bạn ơi. Rồi vô ra chay nè. Gì mà xui khủng khiếp thiệt chứ. Rồi cho trọng lực. Gravity. Đây, rồi chay nhé bạn. Chay cho bỏ xài thử luôn. Test luôn hả bạn, test hết. Để xem coi có giống logic ở trong game hay không, ở trong lộn trong phim hay không. Thì các bạn nào mà muốn mình test mấy cái logic trong phim á, thì các bạn nhớ cái khúc nào ấy. Thì mình ví dụ như là Gomu thì kháng điện giống trong phim đúng không, kháng độc giống trong phim đúng không. Đấy có thể kháng điện kháng độc luôn, và cái đó là giống trong phim hoặc mình làm đúng nè. Còn một vài phân cảnh nữa như mình nói nè, thì hiện tại là lo có thể trong phim á, là có thể cắt đứt cục thiên thạch của ông Fujitora khi mà chữ hỏi bạn. Còn những khúc khác nữa như mình không có nhớ hết tất cả nha bạn, thì bạn nào mà nhớ thì các bạn cứ comment bên dưới nha bạn, coi xem coi mình test thử trong tựa game này luôn, để xem coi Lockfruit có làm logic giống trong phim hay không nha các bạn. Đấy là vậy. Rồi bỏ ăn trái Gravity vô nha. Gravity thì làm lại rất là đẹp nha bạn, chi vết rồi bỏ test đi có phải không. Ôi rất là đẹp luôn. Đau nha. Đấy rồi ít coi ít có phải không. Cái này là không bật haki qua, bật ken là mất liền nha bạn, bật phí luôn á, bật ken là phí luôn, không có suru không có làm gì được đó. Đúng kiểu là BB tem đúng ngon luôn bạn. Các bạn chỉ cần suru vô khống chế một phát là tem, trời ơi quơ tem một phát là toan liền luôn. Mà bạn nào hay nữa mà dính được 2-3 người các bạn là xong mà, mạnh lắm thật sự. Rồi xê coi cục điện thạch nhiều đau đâu quăng vô đây rồi. Đấy. Ủa nhanh lắm các bạn, không biết cắt kiểu. Cái cục hồi xưa chậm nha, cái cục bây giờ nhanh quá, không biết cắt kiểu hay không nữa. Rồi để xem cắt kiểu không nha. Từ từ. Giờ hai cục đá coi. Rồi cục này bự hơn sao, quăng cục điện thạch vô cục đá được không? Thôi cục điện thạch vô cục đá được. Rồi, xê. À được các bạn, được. Ôi được nha. Ủa được. Vậy là quăng cục thiên thạch vô cục đá được luôn nha bạn. Cục thiên thạch có chút xíu hả. Mình nói này, hồi xưa là cục thiên thạch là bự bằng cục đá này nữa bạn, chắc luôn. Cục thiên thạch hồi xưa là bự bằng cái cục đá này nè. Đấy mà hình tròn thôi. Còn bây giờ cục thiên thạch nhỏ xíu hả. Đây quăng vô. Từ từ chưa kịp nhìn nữa. Chưa kịp thấy nữa. Lại. Cục thiên thạch bây giờ có chút xíu hả bạn ơi. Ép yêu à. Trời ơi chén vậy. Thấy không? Quăng vô cục đá này còn bể nữa. Rồi quăng vô thử ba. Tèo. Chiêu xe hồi lâu lắm á. Mấy cục tiên thành hồi lâu kinh khủng luôn mày. Rồi nè, từ từ nha, rồi quăng vô. Nhỏ xíu rồi bạn ơi. Ảo thật sự. Rồi bây giờ. Rồi bây giờ tiếp nè, giờ thử chiêu bê vô cục đá luôn nha, từ nha. Hết rồi mày. Cục đá quăng liên tục luôn mày ơi, chéo bê đúng thiệt đã. Rồi quăng bê vô coi. Bê vô đóng cục đá đi, đúng rồi. Không bể được cục đá nha mày, cục đá này vẫn cứng hơn tiên thành nhiều. Rồi, bây giờ rồi. Chịu hồi thử nha, nhanh lắm nha bạn, bây giờ mình phải bấm liền á. Rồi thử coi. Chịu hồi cục thạch ngay giữa đây đi. Rồi ngay giữa đây có bấm kiểu gì không nha. Rồi vô. Ơi bấm đâu vậy. Trời ơi. Ở giữa đây nè. Giữa đây thôi. Bên kia. Đây. Cắt kiểu không nha. Bê đi, bê thử coi, bê cho nhiều. Cắt. Không được, không kịp các bạn ơi. Mình không biết không được hay không kịp nhưng mà hình như là không được ấy. Từ. Mình canh cái hướng mà cục đá văng vô người mình đi bo. Bo quăng thẳng cục đá thôi. Từ coi cái hướng cục đá văng từ đâu đã. Mình phải biết cái hướng cục đá văng từ đâu vậy mình mới cắt được. Đâu. Quay coi, xe coi. Thì văng từ đây đúng không? Rồi. Quăng ngay người luôn, quăng thẳng vô người luôn. Để kem cắt được hay không nha các bạn. Rồi, từ. Rồi, giờ B. Cắt. Không kịp các bạn, nhanh lắm. Cái cụ tiên thành nhanh quá, cắt không được. C quăng thẳng cho người luôn á, người không cắt kịp các bạn ơi, khó quá.
chứ C mình cũng không được luôn nè. Đây bây giờ mình thử C cho bạn xem luôn nha. Đây không có được, khó lắm, không có nhìn thẳng vô được. Đâu thử coi. C vô C. Rồi cục đá văng thẳng đây đúng không, từ trên trời đây đúng không. Rồi giờ quăng thẳng vô người luôn, chỉ thẳng vô người quăng đi. Rồi thử nha, đứng ngay người bo luôn nha mày. Đây mình nhìn cục đá đây luôn nè, đây. Rồi quăng. Rồi chiêu C hồi lâu quá các bạn ơi, vô bên bo mình thấy chiêu C hồi lâu lắm. Đâu cắt không được nha các bạn, C không được nha, cái đó là C không được nha. Rồi hoặc không được nha các bạn, khó lắm. Rồi nói chung là rồi giờ tới chú ý thử nha, coi mình cắt được cục đá hay không nha, lấy được cục đá hay không chứ. Rồi nè tiếp nè. Rồi B B cắt không được các bạn, khó quá. Khó lắm các bạn ơi. Rồi C đi, C chưa hồi à. Rồi từ từ lại, C C cắt cắt thử trên không được không nha, khó lắm các bạn ơi, không được phải không. Ơi từ từ lộn bấm lộn chiêu, lại sao văng từ đâu vậy, tự nhiên cứ văng từ bên bển qua xong rồi canh được ảo thiệt sự. Rồi lại C V V V V cắt. Khó lắm nha các bạn, vậy là không có được nha các bạn, khó cực kỳ khó luôn. Nhất thứ nhất là cục tiên thạch bay quá nhanh các bạn ơi, thứ hai là cắt không có được, lấy không có được các bạn. Mình tính là cắt làm đôi cái cục tiên thạch cũng không được luôn, và tính lấy các bạn lấy cũng không được luôn. Đó là vậy, lấy cục tiên thạch đó mà cầm cầm trên tay quăng quăng các bạn rất là đẹp luôn á, nhưng mà không có được hả các bạn, rất là khó luôn. Rồi bây giờ lần cuối cùng nè, bo bấm ép bay đi, lấy cục đá bay coi mình lấy được ở. Rồi bay vòng vòng coi mình lấy cục đá, đi thẳng vô góc đi cho dễ đi, đưa cái mặt vô góc luôn, đưa vô góc tường luôn. Đúng rồi đó, đúng rồi vậy đó. Ơ đi lên nè, cúi xuống, cúi xuống, đúng rồi cúi xuống, đúng rồi đứng góc luôn, đúng rồi cúi xuống đứng. Ờ đúng rồi, đó 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 đó, đứng kia kìa. Lại không được các bạn, lấy không được. Hơi xíu à, không có lấy được các bạn ơi. Đây đây chị thẳng luôn nè, không có lấy được, có chút xíu à. Lấy cục tính ra nếu mà mình lấy được cái cục đá đang bay các bạn là mất cục đá luôn mới logic đấy là vậy. Rồi nhớ bạn thì đó là mình muốn test thử cho bạn xem cái logic trong game còn có giống trong phim hay không nhớ bạn, nhưng mà thực ra là không được nhớ bạn, rất khó nha các bạn, rất khó luôn. Và làm vậy thì hay chứ bạn đúng không, nếu mặc nguyên làm vậy thì mình đánh giá có thể hay hơn á. Đấy giống như là chế Barry mình lấy được cái lá trắng của Barry luôn thì hơi bị đỉnh luôn bạn, thì giống trong phim luôn thì rất là hay. Nhưng mà như vậy thì trái OB này thì nó quá OB các bạn ơi, thực sự luôn là trái OB này khắc chế nhiều trái lắm luôn á, phải không. Trái Barry giống như lấy ra để bảo vệ mình mà lấy cái nào trắng luôn quăng luôn đấy. Rồi Gravity thì lấy cục tiên thạch luôn thì hơi OB, đó là vậy. Rồi nhá, thì mình nghĩ là kết thúc clip tại đây nhá bạn. Thì clip này là mình chỉ thí nghiệm cho bạn xem vui thôi nhá bạn. Thấy thì các bạn nào muốn có bình luận gì á thì cứ comment bên dưới cho mình biết luôn nha. Đấy cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Còn giờ thì bye bye.